thế bà chị ơi. Mua dùm chị mấy thứ đi. Ờ, mua đâu, mua đâu. Cho bạn trẻ con. Ờ, ra một cái đi. Ăn nó mát răng, đẹp răng, sạch răng, để cho hôn vợ là tuyệt vời. Lạ gì mấy chiều các bà cứ dụ. Ôi, trẻ con đi, tôi phải trẻ con đi, đang covid đang ở giang kia cái bán hàng nó đang bận công việc quan trọng nên hợp đồng mấy tỷ là cái này để làm gì đấy, để hát ngồi buồn hát buồn đi, để hát, hát. Chị nghe cái. Vừa hát lâu khả... lắm không nghe hát, vừa hát khả thế là cổ bà chị thì hát thì hát đi. Chị hát hả? Thằng em vừa hát giạc thế là cổ. Chị hát được không? Bà chị có biết hát không? Mời chị cốc cà phê chị hát. Cà phê bà này được đấy nhỉ? Ồ, em cà phê ăn thì phải mời chị cà phê chứ gì. Nhưng mà hay thì em mới mời. Tất nhiên là không hay không hát. Hát với ba vẩn như mấy bà của văn hóa đội văn nghệ xóm ấy thì... Mời cốc cà phê là hát ngay mà hát không. Nhưng bây giờ như này này. Tiền luôn. Bây giờ mà hát những bài bình thường nó là đơn giản. Em hỏi bà chị biết hát chèo hay là tuồng hay là hát văn quan họ như thế thì em thích. Chứ mấy cái nhạc mới rồi là em không thích. Cải lương là chơi tốt. À thế à? Bây giờ chú thích hát gì thì hát tặng chú cái đấy. Ôi oách nhở. Thôi là như này thì chị em đố chị hát văn đi. Bài hát văn nào ý nghĩa một tí nếu mà. Thế thì đang mùa Vu Lan nhỉ? Đúng rồi. Vu Lan hát bài nào về mẹ đi. Chị em mình hát bài về mẹ nhá. Chị hát đi em. Để cái này đằng kia cho chị. Để đằng kia. Bà phiền quá. Ngày nay bán nhiều chưa? Từ sáng giờ khá. Người hát đi xong là mời. Hát một bài làm ăn khó khăn cứ vui vòi cà phê. Mà buồn nhớ mẹ ta xưa nhá. Ôi bài đấy hay đấy. Chú biết bài đấy gì? Rồi, có nhạc chưa? Có chứ. Ái là chuẩn bị nhạc hoành tráng nhá. Nhạc các thứ phải hẳn hoi. Được đấy. Rồi để chị lấy nhạc này. Ái là chơi rồi, cả okay. Facebook với YouTube rồi. Đây đây, cắm đi. Mic. Mic chú bật chứ chị có biết bật đâu. Đấy. Xanh đỏ tiếng vàng ok đấy. Mở này. Rồi hát đi. Cả nhà nghe nhá. Mời cà phê đi. Mời cà phê đi. Em ơi cho anh hai cà phê nâu nhiều sữa. Bần thân hương Huế chọn kiếp con đi người. Cũng không ghi hết mấy lời
mẹ dù bao giờ, cho đến mùa thu trái hồng, trái bưởi đánh đuôi dưa răm mì, bao lời bao giờ, bao giờ ý, cho đến hơi tháng năm, cho đến tháng năm ý, ý. Chảy ngược hơi lên là cao, chảy ngược lên cao ý, ý, ý. Ngân hà chảy ngược lên đi cao hoặc mò mẹ ru cay lẽ à, mẹ ru cay lẽ ở giữa đôi phần sắc lên, hát đôi phần ba su mẹ, mẹ su con, liệu mai sau các con nhớ chăng. Nhìn về quê mẹ xa xăm lòng ta, chỗ ướt ly mẹ nằm đêm mưa bao giờ, cho đến ngày xưa bao giờ, cho đến ngày xưa miệng nhai cơm bóng lưỡi lừa cá xương tròn, nhớ mẹ ta xưa. Ui dồi, hay quá. Chị hát, công nhận là chị hát hay thật. Xứng đáng chứ. Rồi mời bà chị uống cà phê. Ôi, chị hát làm em xúc động quá. Rất là xúc động. Bởi vì là cái bài không này thì không được về quê đấy. Cái bài này là em, chị hát là em nhớ mẹ em lắm. Thôi mời chị uống cà phê đi. Em không tin là bà chị mà ngày xưa không học hát hay là không ở đoàn nào thì hơi lạ ấy nhở. Biết đâu ngày xưa ấy, ngày xưa còn
toàn trèo, chị đi chân bò ấy, toàn trèo lên cây xong chị ngồi chị hát. À. Toàn hát cải lương với hát tăn trèo. Con họ rất tức là mê. Có mê cải lương kinh khủng khiếp. Có năng khiếu từ bé rồi đúng không? Đấy, có năng khiếu từ bé. Còn chị uống này chị đổi ra một câu cải lương như nào. Chị để mic bên kia. Bây giờ hát vo thôi. Hát vo hả? Ừ. Không một câu cải lương thôi. Câu cải lương nhá. À. Trả cho anh những chồng thơ cũ là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên xin trả lại cho người. Hay quá, hay quá, hay quá. Lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình. Đã thương nhau mỗi người mỗi ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Tuyệt vời, được rồi. Rồi rồi. Chị thích cải lương lắm. Thế bây giờ như này em sẽ mua hết chỗ này hả chị? Mua hết chỗ đấy hả? Okay. Rồi. Tại vì em là người yêu văn nghệ đó. Ừ. Em thì hay ngồi quán cà phê thì cứ có cái loa là mình cứ hát tập tành, hát hò. Thì hôm nào em phải xin số bà chị, mời bà chị đi hát gặp đâu anh chị em mình song ca anh nhỉ? Thì hay lang thang quanh quanh khu này. Yeah. Giọng hát này mà chị không vào đoàn nào thì hơi phí nhỉ? Già mất rồi. Ngày xưa chị có ước mơ vào đoàn hay vào gì đấy không? Thực ra ngày xưa chị ở quê nên là nó không có cơ hội đấy. Nhưng ở quê mình không có cơ hội. Em bật mí với chị tí là từ nãy giờ là cái đội của em đang quay chị. Thực ra đấy, 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 nó ở gốc cây đấy. Em đặt săn máy quay. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là mình rất là vui là gặp một chị bán hàng rong này. Qua đây chị hát không ngờ hát hay quá. Rất mong quý vị ủng hộ cho kênh của mình. À, em hỏi chị tên gì nhỉ? Chị là Minh Hòa. Chị Minh Hòa, ủng hộ cho kênh Nghề Giải Trí TV. Và lần sau thì mình sẽ mời chị Minh Hòa hát song ca một bài gì đó. Các bạn chờ nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.